Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tin Khó Tin với những tin tức, câu chuyện độc đáo, thật nhưng khó tin từ những sự vật hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Và đúng như tên gọi, sẽ có nhiều tin tức độc đáo, khó tin được gửi đến tất cả quý vị khán giả trong khoảng 10 phút sắp tới của chương trình. Mở đầu chương trình Tin Khó Tin muốn giới thiệu với tất cả quý vị khán giả một biệt tài kỳ lạ của một cô gái tới từ bang Florida của Mỹ. Cô nổi tiếng với những tác phẩm biến cơ thể con người thành một bức vẽ nghệ thuật đặc sắc, sống động và rất có hồn. Florida Wildlife Series là một bộ sưu tập chân dung các loài động vật, tất cả đều được vẽ trên cơ thể con người của Shannon Holt, một nghệ sĩ hình thể. Holt đã mất khoảng 6 đến 12 giờ để hoàn thành mỗi tác phẩm. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Holt cho biết sử dụng thân thể con người làm giấy vẽ là một niềm yêu thích của bà. Ngoài ra, Holt yêu bản chất sớm nở chóng tàn của nghệ thuật vẽ hình thể. Tác phẩm vừa ở đây và ngay sau đó đã biến mất. Đó như chính bản thân chúng ta ở đây trên trái đất này và sau đó chúng ta ra đi. Đó là cái đẹp. Cũng thuộc chủ đề những biệt tài kỳ lạ ngày hôm nay, Quang Huy muốn dẫn quý vị đi tham quan những bức vẽ tôm tép giống hệt hàng thật của họa sĩ Nguyễn Lộc. Vốn là người gốc ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây cũ, này là Hà Nội. Anh cho biết tôm tép vốn là những thứ rất quen thuộc với tuổi thơ của anh. Và đồng thời dòng tranh về các loài này tuy đẹp nhưng lại ít người vẽ. Anh đã quyết tâm tập trung sáng tác để gợi nhớ ký ức tuổi thơ ở các vùng quê Bắc Bộ. Hình ảnh các loài tôm cua cá ếch được Nguyễn Lộc ghi nhớ kỹ, có thể vẽ theo tưởng tượng mà không cần mẫu. Khi một số bạn bè đăng tranh Nguyễn Lộc lên mạng xã hội, nhiều người nhận xét từng chi tiết được anh miêu tả chân thực, gợi ký ức tuổi thơ ở các vùng quê Bắc Bộ. Họa sĩ sáng tạo cách vẽ bằng màu acrylic loãng. Các hợp chất có trong màu acrylic giúp tranh lụa đỡ mốc hỏng. Nhược điểm của chất liệu này là nhanh khô, khó sửa chữa, tẩy rửa hơn so với màu nước. Không có khả năng vẽ thần sầu giống như cô Holt hay là anh Nguyễn Lộc, nhưng người đàn ông ngoài 40 tuổi ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại gây chú ý với biệt tài thổi sáo bằng mũi, thưa quý vị. Căn bệnh bẩm sinh đã làm mờ đôi mắt của anh, nhưng ông trời lại ban cho anh một trí nhớ tuyệt vời khi có thể nghe những bài hát rồi học thuộc để thổi sáo. Anh Mã Văn Tài dù mới 40 tuổi nhưng lại bị mờ đôi mắt do căn bệnh bẩm sinh từ nhỏ. Không nhìn rõ, lại chẳng biết chữ, nhưng anh lại khiến gia đình ngạc nhiên khi có thể ghi nhớ các bản nhạc rồi biến chúng thành những điệu sáo mang nhiều tự sự. Cái vụ này anh không có tập, tự mò mày thổi thôi. Tụ cũng một vài bài vậy đó. Cái này tự tập là thổi được rồi. Để cho ra được thanh âm của tiếng sáo từ lỗ mũi, trước tiên anh Tài lấy một lực hơi thật mạnh, sau đó anh giữ hơi và nén hơi từ bụng đưa lên mũi. Khi hơi đã đủ để bung thành tiếng sáo, anh bắt đầu học chỉnh âm thanh và giữ nhịp điệu. Nói thì dễ, nhưng thổi sáo bằng một bên cánh mũi không dễ chút nào. Anh Tài thổi sáo được bằng mũi được phong là quái kiệt kỳ tài và số lượng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Đó là một quá trình luyện tập miệt mài, đòi hỏi tâm huyết và tình yêu cháy bỏng với âm nhạc. Thì cũng bất ngờ, mới thấy nó bị có tật bẩm sinh từ bông mẹ tới giờ. Rồi sau này mổ ra đó, thì mới đi đứng rồi được. Cho đó nó không có thấy rõ. Sau nó đi bán vé số rồi tự nó mua thổi đó. Rồi về sau này mới phát hiện. Tự nghe là trong karaoke vậy tự chứ đâu có không biết chữ. Bị gì từ nhỏ lớn, không có đi học. Tự mày mò đó, chứ không có học qua thầy nào. Vài năm trước, khi còn đầy đủ sức khỏe, anh Tài thường đi lang thang khắp nơi để thổi sáo kiếm tiền. Nhưng gần đây, mắc căn bệnh tiểu đường khiến anh Tài chẳng đủ sức để đi lại nên chỉ quẩn quanh ở nhà. Nhưng cứ hễ lúc khỏe là anh lại đem cây sáo ra thổi. Bởi với anh, được nghe những âm thanh trầm bổng của sáo là cách để quên đi nỗi đau bệnh tật. Bên cạnh đó, anh luôn có niềm tin là những tình yêu thương, sự khen ngợi của mọi người mang lại cho anh sự lạc quan để thêm yêu cuộc sống này. Tiếp tục chương trình, họ làm điều đó như thế nào ngày hôm nay? Muốn dẫn quý vị đi tham quan bộ sưu tập âm ly đèn cổ của một người đàn ông ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Được xem là người tiên phong thú chơi âm ly đèn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Tuấn Anh đã có hơn 20 năm gắn bó với âm thanh hoài cổ này.
mình nghĩ là trong đời nó chỉ có hai cảm giác thôi. Đó là một cảm giác lấy vợ và cảm giác lần đầu tiên làm cái con đó nó hát. Khi mà làm được cái con âm ly đèn lần đầu tiên nó hát, giống như là một cái đứa con đầu tiên mà nó cất tiếng khóc chào đời á, mình nhớ mãi luôn. Đây là những âm thanh được phát ra từ chiếc âm ly đèn. Âm thanh phát ra rất chuẩn so với âm thanh gốc. Khác với những dòng âm ly khuếch đại khác trên thị trường, âm ly đèn còn là khái niệm khá mới mẻ, thường được những người mê âm thanh cổ điển ưa chuộng. Âm ly đèn là một loại âm ly được thiết kế để sử dụng với các loại loa đèn hay loa có đèn LED. Thông thường, âm ly đèn sử dụng ống kính và bóng đèn để tạo ra âm thanh đặc biệt, mang đến cho người nghe trải nghiệm âm nhạc khác biệt. Là người tiên phong thú chơi này tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Tuấn Anh ở quận Phú Nhuận cùng những cộng sự đã chế tạo nên nhiều chiếc âm ly đèn độc đáo. Anh đã có hơn 20 năm gắn bó với thú chơi âm thanh hoài cổ này. Bóng đèn đó thì ngày xưa đó là hầu như họ dùng trong các ứng dụng về quân sự, công nghiệp và y khoa. Đa phần các cái bóng đèn mà mình thiết kế là ngày xưa là họ dùng trong cái vấn đề gọi là truyền tin hoặc là radar. Đó, và mình dùng cái đó. Thật sự là nói tuổi thọ nó rất là cao, độ an toàn nó rất là lớn. Trong bộ sưu tập bóng đèn của mình, anh Tuấn Anh cho biết có những bóng đèn cổ nên khi chế tạo cần tỉ mỉ, khéo léo. Khó khăn thì cũng nhiều. Khó khăn về mặt linh kiện, tại vì cơ bản là mình phải tìm ở nước ngoài hết. Cái thứ hai á, là về những cái lỗi nhỏ nhỏ phát sinh ở trong cái quá trình thiết kế. Thì qua nhờ những cái lỗi thiết kế đó mà mình lại có thêm những cái kinh nghiệm mới để khắc phục cho nhiều cái tiếp theo, làm nó hoàn thiện nhiều hơn. Mỗi tháng, anh Tuấn Anh cùng các cộng sự của mình có thể làm 6 đến 8 âm ly đèn. Quy trình làm việc cũng không hề đơn giản. Mỗi một người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau, từ việc thiết kế, cuốn dây biến áp cho đến lắp ráp. Anh Tuấn Anh cho biết mong ước của anh và những cộng sự là đưa những chế tạo âm ly đèn ra thế giới, góp phần lan tỏa đam mê đến nhiều người. Khả năng vô hạn của trí não có thể giúp cho con người làm ra những điều vô thực như cách mà cô Holt vẽ tranh trên cơ thể, hay là họa sĩ Nguyễn Lộc tạo ra những con tôm, con tép nằm trên giấy mà giống thật đến từng chi tiết. Sức mạnh của trí tuệ cũng là chất xúc tác khiến cho anh Tuấn Anh biến âm ly đèn, một vật được coi là đồ bỏ của chiến tranh, thành thú chơi độc đáo. Và đến đây, thời lượng dành cho Tin Khó Tin ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.